Ngân hàng phát triển phố Đông Thượng Hải gần đây đã cắt giảm lương khiến nhân viên đình công. Lương của một số nhân viên đã bị giảm xuống mức lương tối thiểu ở Thượng Hải là 2.590 nhân dân tệ một tháng. Bạn biết đấy, điều này đang xảy ra ở Thượng Hải. Chúng ta đều biết rằng các ngân hàng luôn đại diện cho mức lương cao. Tại sao họ lại đột ngột cắt giảm lương? Theo nhân viên một ngân hàng cổ phần, lương của họ được trả theo hiệu quả thị trường. Nếu ngân hàng kiếm được nhiều tiền, họ được trả nhiều tiền và ngược lại. Người quay đoạn video tiết lộ, những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của ngân hàng không được tốt, nhân viên bị cắt giảm lương là chuyện bình thường. Ngay từ năm 2022, đã có thông tin rằng tiền lương ở nhiều ngân hàng đã giảm rất nhiều so với những năm trước. Thậm chí một số nơi cắt giảm lương hơn 50%. Ở một số ngân hàng, nhân viên cấp cơ sở chỉ có thể nhận được mức lương tối thiểu. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, mức lương hàng năm của chủ tịch ngân hàng đã giảm từ 600.000 nhân dân tệ khoảng 2 tỷ Việt Nam đồng xuống chỉ còn 60.000 nhân dân tệ khoảng 200 triệu Việt Nam đồng. Xu hướng cắt giảm lương hiện đã xuất hiện trong ngành tài chính. Đã có những báo cáo ban đầu về lương hàng tháng của nhân viên ngân hàng giảm từ hơn 20.000 nhân dân tệ xuống dưới 7.000 nhân dân tệ. Tiếp theo là tin tức về các nhân viên ngân hàng SBDB đình công tập thể trước tòa nhà Lục Gia Chủy, Thượng Hải. Đây chỉ là một đại diện trong cuộc khủng hoảng cắt giảm lương trong ngành ngân hàng. Trong năm qua, làn sóng sa thải và cắt lương đã lần lượt tấn công lĩnh vực tài chính. Đâu là nguyên nhân của sự thay đổi ngoạn mục này? Có vẻ như là do ảnh hưởng của nền kinh tế chung, các ngân hàng không thể cho vay tiền như trước đây. Người phụ nữ quay video tiết lộ, bất động sản từng chiếm 40% GDP của Trung Quốc. Làn sóng suy thoái bất động sản hiện nay chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều ngành, đặc biệt là ngành ngân hàng. Một tài liệu trực tuyến được cho là thông báo giảm lương từ SBDB được lan truyền trên mạng. Theo thông báo này, lương của nhân viên thông thường ở trung tâm thẻ tín dụng đã bị cắt giảm 50%, trong khi lương của cấp giám sát viên trở lên bị cắt giảm 40%. Một người dùng Internet tự xưng là nhân viên của SBDB đã đề cập rằng tiền lương hàng tháng của anh ấy đột ngột bị giảm từ 20.000 nhân dân tệ xuống còn 6.000 nhân dân tệ, nên anh ấy đã tham gia đình công để phản đối. Hình ảnh trực tiếp cho thấy những chiếc ghế được dán giấy A4 có in dòng chữ đình công. Truyền thông đại lục trích dẫn lời những người trong cuộc, nguyên nhân châm ngòi cho cuộc đình công là do trung tâm thẻ tín dụng của ngân hàng thay đổi chính sách, chuyển nhân viên bình thường sang các vị trí thuê ngoài, khiến nhân viên rất thất vọng. Đối với tin đồn về việc cắt giảm lương của SBDB, nguồn tin cho biết rằng đã có hai đợt cắt giảm lương toàn diện, lương của các quản lý cấp cao bị cắt giảm qua từng năm. Trong những năm gần đây, lương của nhân viên ngân hàng Trung Quốc bị cắt giảm không phải là hiếm. Việc cắt giảm lương tại ngân hàng phát triển phố Đông Thượng Hải chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Số liệu cho thấy, trong số 42 ngân hàng niêm yết cổ phiếu hạng A, lương trung bình của nhân viên tại 21 ngân hàng đã giảm, ở một số ngân hàng giảm hơn 10%. Cụ thể, mức lương trung bình của SBDB năm 2022 giảm từ 458.800 nhân dân tệ năm 2021 xuống còn 454.600 nhân dân tệ. Đáng chú ý là xu hướng giảm lương gần đây của các lãnh đạo ngân hàng. Trong số 42 ngân hàng niêm yết cổ phiếu hạng A, 22 ngân hàng có mức thù lao hàng năm cho ban lãnh đạo năm 2022 giảm so với năm 2021. Lãnh đạo ngân hàng ở Trung Quốc cũng phải đối mặt với vấn đề nợ lương. Tại huyện Kiến Bình thuộc thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, một phó giám đốc chi nhánh của một ngân hàng nông thôn địa phương đã không được trả lương kéo dài, chỉ có thể nhận được vài trăm nhân dân tệ mỗi tháng, khiến cuộc sống trở nên khó khăn. Để trang trải chi phí sinh hoạt, phó giám đốc buộc phải đi làm thêm bên ngoài. Tuy nhiên, khi ngân hàng biết việc này, họ đã sa thải mà không trả lương cho anh. Trong cơn giận dữ, vị phó giám đốc đã kiện người chủ cũ ra tòa, yêu cầu được trả số tiền lương còn nợ. Trong đơn kiện, vị phó giám đốc khai rằng anh ấy chỉ nhận được vài trăm nhân dân tệ mỗi tháng. Năm 2022, ngân hàng nợ anh hơn 36.000 nhân dân tệ tiền lương, khoảng 120 triệu Việt Nam đồng. Tòa án đã phán quyết rằng vì các quy định của ngân hàng bao gồm hình phạt nghỉ việc trước khi hợp đồng đã hết hạn, nên việc giữ lại khoản thanh toán chậm không có gì là sai và đã bác bỏ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi, nhiều cư dân mạng than thở rằng kinh tế Trung Quốc suy thoái, ngay cả phó giám đốc ngân hàng cũng không tránh được. Vụ việc cũng tiết lộ phần nổi của tảng băng chìm liên quan đến vấn đề trả chậm lương trong ngành ngân hàng Trung Quốc. Không chỉ các ngân hàng thương mại nông thôn cấp quận, mà các ngân hàng lớn như ngân hàng Trung Quốc cũng có quy định như vậy. Họ hoãn trả trên 40% lương hiệu suất cho những nhân viên đảm bảo rủi ro lớn và những người chịu trách nhiệm kiểm soát rủi ro. Các ngân hàng như ngân hàng Minh Sơn và ngân hàng Quảng Phát, tỷ lệ trả chậm lương thậm chí không dưới 50%. Thời gian trả chậm là bao lâu? Không ít hơn 3 năm. Nếu 2/3 tiền lương là lương hiệu suất, một nửa tiền lương hiệu suất này có thể bị trả chậm trong 3 năm. Điều này có nghĩa là ít nhất 1/3 tổng số tiền lương của năm nay
sẽ không được nhận cho đến năm 2025, không tính lãi suất. Nếu nhân viên ngân hàng nghỉ việc trong thời gian này, phần lương trả chậm này sẽ bị mất. Ngoài tiền lương dựa trên hiệu suất, tiền lương cơ bản của nhân viên ngân hàng thường không vượt quá 35% thu nhập của họ. Sau khi trả bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản và quỹ hỗ trợ nhà ở, thu nhập thực tế hàng tháng thực sự không nhiều. Do đó có thể xảy ra trường hợp như phó giám đốc chi nhánh của một ngân hàng thương mại nông thôn ở huyện Kiến Bình, tỉnh Liêu Ninh phải nhận thêm việc bán thời gian, lương hiệu suất bị trả chậm trong vài năm có thể gây ra khó khăn lớn cho một số cá nhân. Nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái, thu nhập quốc dân và sức chi tiêu của người tiêu dùng đều có xu hướng giảm. Gần đây, nhiều chi nhánh ngân hàng Trung Quốc đã chọn cách thu hẹp quy mô do hoạt động khó khăn. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông đại lục, vào ngày 11 tháng 7, số liệu giấy phép tài chính công bố trên trang web của Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc cho thấy từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm nay, khoảng 1.200 chi nhánh ngân hàng ở Trung Quốc đã tuyên bố ngừng hoạt động, bao gồm các ngân hàng quốc doanh, ngân hàng cổ phần, ngân hàng vừa và nhỏ, hợp tác xã tín dụng nông thôn, v.v. Loại hình đóng cửa bao gồm chi nhánh công cộng, chi nhánh nhỏ và siêu nhỏ, văn phòng chi nhánh, v.v. Trên thực tế, làn sóng đóng cửa trong ngành ngân hàng Trung Quốc đã bắt đầu diễn ra từ năm ngoái. Vào năm 2022, khoảng 2.400 chi nhánh ngân hàng khác nhau đã đóng cửa. Quy mô đóng cửa chi nhánh ngân hàng năm nay về cơ bản ngang bằng với năm ngoái. Một nhà phân tích trong lĩnh vực ngân hàng tại một công ty chứng khoán cho biết, đối với các ngân hàng, việc vận hành mỗi chi nhánh đòi hỏi chi phí tài chính và nhân sự đáng kể. Trong những năm gần đây, các ngân hàng lớn đẩy mạnh ngân hàng trực tuyến và phát triển các ứng dụng nên sẽ đóng cửa và chuyển đổi một số chi nhánh. Với việc thanh toán di động ngày càng phổ biến, số lượng khách hàng thực tế tại chi nhánh đang giảm dần và việc giảm các điểm giao dịch ngoại tuyến của ngân hàng là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, học giả tài chính Trung Quốc Hà Gia Bằng chỉ ra rằng các ứng dụng thanh toán trực tuyến như Alipay và WeChat Pay đã bắt đầu được sử dụng từ hơn 10 năm trước, vì vậy đây không phải là lý do căn bản. Vấn đề chính là lợi nhuận của các ngân hàng đang giảm sút, thu hẹp chi nhánh và giảm nhân viên cũng có thể giảm chi phí. Nguyên nhân sâu xa nằm ở sự suy thoái kinh tế kéo dài của Trung Quốc. Hà Gia Bằng giải thích, ở Trung Quốc đại lục, tài trợ gián tiếp là cách tiếp cận chính, có nghĩa là tất cả các thực thể kinh tế trên cả nước đều dựa vào nguồn tài trợ của ngân hàng. Sự suy thoái của nền kinh tế nói chung sẽ dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận ngân hàng. Khi các ngân hàng không nhận thấy dấu hiệu phục hồi kinh tế, họ cũng có thể rút chi nhánh. Trong bối cảnh như vậy, tốc độ đóng cửa chi nhánh ngày càng tăng. Trước đó, Fitch Ratings đã công khai nhận định do nhu cầu vay vốn ít dần và biên lãi dòng thu hẹp, ngành ngân hàng Trung Quốc sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực về doanh thu và bổ sung vốn vào năm 2023. Bloomberg báo cáo rằng các ngân hàng địa phương của Trung Quốc có điểm yếu cả về tài sản và nguồn vốn. Họ đã cung cấp rất nhiều khoản vay cho các công ty địa phương không có tính cạnh tranh và các dự án được chính phủ ưu ái dẫn đến các khoản nợ xấu. Về nguồn vốn, họ ít có khả năng thu hút tiền gửi từ các nguồn ổn định và phụ thuộc nhiều vào việc vay mượn từ các thị trường vốn không ổn định. Đại dịch đã làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn của ngành ngân hàng. Các ngân hàng nhỏ hơn ở Trung Quốc dễ bị ảnh hưởng bởi các khoản nợ của chính quyền địa phương, các khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi thị trường bất động sản sụp đổ và sự suy yếu của nền kinh tế do chính sách Zero Covid gây ra. Lãi suất thấp đã làm giảm biên lai dòng, khiến cho họ gặp khó khăn về tài chính. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế từ năm 2012 đến năm 2016, các ngân hàng thu nhỏ trong khu vực đã cố gắng đảo nợ các khoản nợ xấu để tồn tại, khiến rủi ro càng tăng thêm. Trần Cấn Xu, một nhà phân tích tại Jeffs Ferries Financial Group, cho biết một mô hình tương tự đang diễn ra khi sức khỏe của các ngân hàng nhỏ trở nên tồi tệ hơn sau khi suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra. Trần Cấn Xu cho biết rất nhiều công ty đã sa sút về tài chính và họ không còn khả năng trả nợ. Vì vậy, các ngân hàng khu vực nhỏ hơn trở nên dễ bị tổn thương hơn. Những lỗ hổng này hiện đang nổi lên. Theo dữ liệu từ báo cáo của Fitch Brewer, tính đến cuối tháng 5 năm 2023, 57 trái phiếu vốn cấp 2 chưa được mua lại, liên quan đến 48 ngân hàng tại 13 tỉnh, với tổng số tiền là 36,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 125 tỷ Việt Nam đồng, gây ra suy đoán về việc không đủ vốn. Nghiên cứu của Sinolink Securities cho thấy, từ năm 2017 đến năm 2022, khoảng 44 ngân hàng nhỏ đã không chọn mua lại trái phiếu vốn cấp 2. Giới phân tích cho rằng, nếu ngân hàng không thực hiện mua lại, hiệu quả bổ sung vốn của trái phiếu vốn cấp 2 sẽ giảm đi hàng năm. Các nhà đầu tư thường mong đợi ngân hàng mua lại trái phiếu vào ngày mua lại đầu tiên. Ngân hàng không mua lại trái phiếu có thể xuất phát từ áp lực về tỷ lệ an toàn vốn, tác động của việc tăng chi phí phát hành trái phiếu
và cũng có thể phản ánh rằng một số ngân hàng đã chịu áp lực đáng kể trong việc xử lý tài sản không sinh lời những năm gần đây. Tình trạng trì trệ dài dẳng của thị trường bất động sản Trung Quốc khiến rủi ro trong ngành ngân hàng Trung Quốc ngày càng lớn. Một báo cáo phân tích tài chính gần đây của PwC về các ngân hàng niêm yết của Trung Quốc cho thấy, tính đến cuối năm 2022, dư nợ xấu của 40 ngân hàng niêm yết của Trung Quốc đã tăng 8,8% so với cuối năm trước, đạt 1,8 nghìn tỷ nhân dân tệ, khoảng 6 triệu tỷ Việt Nam đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm 0,03 điểm phần trăm xuống 1,33% so với cuối năm 2021. Dư nợ quá hạn tăng 12,6% lên 1,88 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 6,4 triệu tỷ Việt Nam đồng, với tỷ lệ nợ quá hạn tăng nhẹ lên 1,38% từ cuối năm 2021. 40 ngân hàng niêm yết này bao gồm 6 ngân hàng thương mại lớn, 8 ngân hàng thương mại cổ phần và 26 ngân hàng thương mại thành phố và ngân hàng thương mại nông thôn, chiếm 75% tổng tài sản và 84% lợi nhuận ròng của các ngân hàng thương mại Trung Quốc. Tỷ lệ nợ xấu liên quan đến bất động sản ngày càng tăng tại các ngân hàng niêm yết của Trung Quốc. Theo thống kê từ China Real Estate News năm 2022, trong số các ngân hàng Trung Quốc có quy mô cho vay bất động sản lớn nhất, số dư nợ xấu bất động sản tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu bất động sản là 7,23%, tăng 2,18% so với năm 2021. Năm ngoái, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc với tỷ lệ cho vay đầu tư lớn thứ hai, có nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản là 46 tỷ nhân dân tệ, tương đương 157 nghìn tỷ Việt Nam đồng, tăng 63,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản là 5,48%, tăng 2,09 điểm phần trăm so với đầu năm. Ngoài ra, các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu bất động sản tăng nhanh trong năm ngoái, bao gồm Ngân hàng Ping An, Ngân hàng Truyền thông, Ngân hàng Chi Giang, Ngân hàng Thương mại Trung Quốc, Ngân hàng Everbright Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đều có tốc độ tăng trên 145%. Trương Kim Lương, Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, gần đây đã tuyên bố rằng năm ngoái đặc biệt khó khăn. Giữa những cú sốc của suy thoái bất động sản, tỷ lệ nợ xấu bất động sản gia tăng đã trở thành một thách thức chung đối với ngành ngân hàng. Giảm thiểu rủi ro tài chính trong lĩnh vực bất động sản hiện đã trở thành nhiệm vụ cấp bách. Theo đánh giá rủi ro của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, tính đến cuối năm 2021, khoảng 7% ngân hàng do Trung Quốc cấp vốn bị xếp hạng kém. Vào tháng 1 năm nay, Tôn Thiên Kỳ, Giám đốc Cục Ổn định Tài chính của PBOC, đã đưa ra cảnh báo rằng các ngân hàng có thể che đậy rủi ro bằng cách làm giả tài sản không sinh lời và bơm vốn giả. Ông cũng nói rằng họ sẽ giám sát chặt chẽ các tổ chức gần với xếp hạng rủi ro cao. Trần Chí Võ, giáo sư tài chính tại trường kinh doanh của Đại học Hồng Kông cho biết, nếu không có sự bùng nổ nhỏ có ý nghĩa trong nền kinh tế, nhiều ngân hàng địa phương sẽ phải đối mặt với rủi ro và áp lực rất lớn.